Rồi, ok. Xin chào các bạn, hôm nay là mình sẽ review cái điện thoại mới nhất. Giống Thầy Long nhá. Có như Thầy Long lúc sáng giới thiệu. Đó là gì cô ơi? Ultra, Xiaomi Ultra. Xiaomi 2.0 đúng không? Còn đúng không? Đúng rồi. Điện thoại này đang tốt nhất Việt Nam hiện nay. Thế thế giới. Thế giới hiện nay. Thế giới. Cái mảng quay video, chụp ảnh. Úi dồi ôi, hay được đấy, thử điện thoại đấy. Rất là tuyệt vời đấy, rơi bữa đọc đấy. Đấy. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Mới lấy lâu cả. Mình mua được của bạn Tuấn này. Ờ. Đang không phải, tôi đang thực tập nhé. Rất tuyệt vời các bạn không? Điện thoại giống của thầy à? Đấy, điện thoại. Ừ, đúng rồi. Mình đang quay video, không phải quảng cáo cho các bạn nhé. Đây đang thực tập mà video mà tiếp tục. Đây, có tặng thêm cái ốp nha bạn nhé. Tặng theo cái ốp à? Ừ, tặng thêm cái ốp ở dưới nhé. Đây cái sạc này sạc nhanh đây đúng không? Ừ. Sạc này là trong vòng 15 phút là được bao nhiêu cân? Người là 15 phút đó. 15 phút được một lửa, lửa ừ. Lửa ở máy. Ừ. À có này Mi 10 đây thì anh. Ờ Mi 10 đấy. Rất tuyệt vời. Đây này. 20 triệu, 23 triệu. Anh em mình gặp nhau rồi sao? Cái này dùng phần mềm gì? Android. Đấy các bạn nhìn chưa? Rất là chất này. Đây nhìn rõ này. Tôi nhớ vào ít một kem rồi. Rất tuyệt vời. Nếu mà ai có nhu cầu mua thì mua bạn Tuấn nha. Ừ. Số điện thoại 0983760711. Đúng rồi. Tuấn. Đây mình đây nhá. Ok. Ok. Tao mày chụp ảnh nhá. Ok. Chúc bạn. Chúc bạn Tuấn thành công. Ờ, đây. Cảm ơn bạn nhé. Chụp ảnh đây. À đây đây. Rồi. Ok. 23 triệu. Bán 25 triệu, nhưng mà Tuấn chỉ bán có 23 triệu. Lấy điểm chạm thôi, mình lấy điểm chạm thôi nhá. Mình vừa ủng hộ bạn Tuấn 23 triệu cái điện thoại này nhá. Chúc bạn luôn thành công. Ok, cảm ơn bạn nhá. Rồi. Chào. Ok.